trưa mai cô qua lấy đồ nhé. Rồi Chắc Long ơi, Chắc Long nhắn cho chị Tiết Ngôn á là nói với Tiết Ngôn là giao ngày mai ngày mai đem cái kia cho anh đem đoạn nha. Hello cả nhà. Hello Hồng Lưu, bỏ trên đầu. Nhanh lên đi, trễ tối kia rồi, buồn quá. Ngày mai sáng là bỏ cái dao quên lúc đến trưa bỏ cái dao tổng cộng là 17 kg tôm sầu riêng cho một khách. Thấy không, sầu riêng rất là ngon nha cả nhà. Rất là ngon luôn. Sầu riêng hơi bị ngon luôn á. Hello chị Ôn Hồng à. Qua nó Ôn Hồng ơi, bà Bảo gửi đồ rồi nha. Ôn Hồng là cùng quê với bà Bảo luôn á. Ở Láng Dài, còn bà Bảo ở dưới ở Đất Đỏ. Hello Lê Thu Phan nha. Cui về còn cui sầu riêng. Tại công việc chưa xong á Lê Thu Phan ơi. Rồi cái này ngon ghê luôn cả nhà. Rất là ngon. Rồi tìm trái chính đi các con. Cái đầu ngoài luôn á trời. Lấy cái trái thương đi, trái nó chín luôn hả? Hello Nguyễn Thị Kim vui nha. Cái muối là thích ép à. Nhưng mà cái muối này bọn rất là thích ăn nha. Rất là thích ăn cái muối này luôn á. Nó rất là béo nha. Và nó lá xíu như nhà nha. Nó không có hộp á. Rất là phải ăn đó ha. Rất là ngon. Cho ăn miếng đi. Cho ăn bằng cách nào đây chị Lý ơi? Hello, hello em. Ồ hello Minh Khắc, hôm nay có đi hái sầu riêng không Minh Khắc ơi? Hôm nay có hái sầu riêng không Minh Khắc?
Tôi liên tàn là lấy đẹp chứ không đó mình ăn. Mấy cái trái này là mình đâu có bán cơm được, bán ký được. Mình chỉ bán cơm thôi. Tại vì nếu mà người ta mua mấy trái vậy thì người ta đâu có chịu mua. Một cái giọt đây bị cháy muối nhưng mà không sao nha, có gì bỏ sẽ trừ lại cho mọi người. Hello Khánh Đăng. Hello Cẩm Vân nha. Có chắc làm sẽ làm cho máu hay một cái đây là mình qua đi tắm trước đi. Cái ngày rồi cái này cũng tắm đi xong rồi mình mai rồi 6 giờ. 6 giờ phải dậy đưa thằng Tý đi học nữa. Hello cả nhà. Hello Thanh Thúy Nguyễn nha, cảm ơn Thúy Nguyễn rất là nhiều ạ. Hello kẻ thù nha. Mới vừa thủ chiến xong. Hello em Đông có ăn sầu riêng được chưa? Có ăn sầu riêng chưa? Hai anh em em Đông có ăn sầu riêng chưa kìa? Em cô giáo Đông nói là không biết ăn sầu riêng nên là mua thử ăn thử và dạ thử được chưa? Đông mà không biết ăn sầu riêng gọi là sao ta, uống nửa cuộc đời. Cái này câu này là cháu của Đông nói đúng không? Đây ủa sao ủa tôi ủa là anh đâu nói em đâu đâu nhỉ. Thương chào cả gia đình. Hello cô Châu nha. Cô Châu ơi, hết bữa đó đi đến xem trực tiếp ủng hộ cho hai đứa nhỏ nha. Còn cô Châu bị nhốt ở ngoài thì cô Châu qua nhà con ngủ luôn. Một trái mấy hộp muối thôi em. Có trái 4 hộp, có trái 3 hộp thôi. Tại vì sầu riêng này nó nói chung mấy cái trái mà nguyên trái mà trái đẹp là anh bán hết rồi, còn mấy trái này là nó còn hơi méo. Trời ơi cái muối cơm này xuất sắc luôn đúng không? Muối này xuất sắc luôn. Bao nhiêu một ký? 600 ngàn một ký nha. Hello hello chị Kim Dung nha. Cái này cũng rất là ngon nha cả nhà. Rất là ngon. Cái này nè, có phải ăn cái này nữa nè. Anh chưa có thời gian tính tiền luôn á em Đông. Ngon quá.
nhất cái nách luôn. Rất là ngon nha. Trời ơi, ai mà không biết mà trời. Tại vì á, nhất là sầu riêng trên, sầu riêng chín rồi mình phải khui. Mình phải khui đúng lúc thì nó ngon nha. Còn mình khui mà mình để qua ngày mai mình khui á là tỏi nó không ngon. À, này khi nó bị chín quá nên là mình khui bây giờ để đồ lạnh nó rất là ngon. Tại vì á, sáng nay còn phải giao nè, rồi bảo mới vừa đi đóng hàng giao cho mọi người rồi nha. Ai mà đặt hàng hôm nay mới chưa giao á, mệt không mệt em, rất mệt nha. Hôm nay là ăn đúng 2 lần, sáng giờ chỉ ăn 2 lần thôi. Hello Kiều, chị Kiều Nga, La Cava nha. Thật sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Nói chung là có thể mặc cho Chị Long và Dung, cảm ơn tất cả mọi người. Tại vì thật sự là bán cái vé mà xem trực tiếp á, rồi thật sự cái vé online á, thật sự là nó chỉ là một cái gọi là một cái mà giống như là để mà giống như là sao ta, giống như là cảm ơn, giống như là mọi người đang cho tiền hay đứa nhỏ để mà quay hình vậy đó. Thì nói chung là mình giống như mọi người đang góp tiền để cho hai đứa nhỏ nó quay cái hình lại để up YouTube. Đó là rất là cảm ơn mọi người. Đó, cả nhà thấy bên đây nó thưa bớt rồi nè. Gần 400 kg là mà bên đây còn có dây thôi là nó thưa bớt rồi. Giờ đây ngon quá cả nhà. Ngon hơn đợt trước luôn nha. Cơm rất là ngon luôn. Nhưng mà khi mà mưa xuống là sợ nó bớt ngon nha cả nhà. Mưa xuống là bớt ngon nên là ai ăn sầu riêng thì tranh thủ ăn từ bây giờ. Rồi nó mưa xuống thành sầu riêng bắt đầu nó sẽ bị dơ. Nhưng mà thật sự là bên nhà Bảo thì nó được cái là bổ treo vậy, nó sẽ khô. Cô chưa ăn được muối nào, bà Bảo cứ lẫm hoài. Thì ai kêu cô Châu không chịu ăn chi. Cô Châu nó cô Châu đợi. Cô Châu đợi hồi là đến lúc mà cô Châu ăn là nó hết mùa luôn rồi cô Châu. Show 21 chốt rồi nha. Em Nhung hả? Hả? Rồi. Thông báo nha cả nhà ơi. Show ngày 21 tháng 10. À quên, xin lỗi. 21 tháng 5. Đây đã nhắn luôn chưa? Rồi. 21 tháng 5 thì đã chốt rồi nha. Tại vì hôm bữa là Long có hát ở show ở Hải Phòng đó cả nhà. Thì sau cái show đó thì hôm nay thì họ lại bút đông tiếp. Nên là cả nhà ai ở ngoài Hà Nội, ở miền Bắc thì nhớ ủng hộ nha, để cho bầu show họ cảm thấy là để bầu show họ còn bút cho hai bạn nhiều lần nữa nha. Cái trái này nó không được ngon vậy đó nha. Cái trái này nó hơi rồi chắc cho chúng xíu hợp với nó. Cơm sầu riêng thì bảo bán là cơm sầu riêng là bảo bán 600 ngàn một ký nha cả nhà ơi. Chị về kịp sẽ ra Hải Phòng với hai đứa. Ôi khi nào chị về em sẽ chừa sầu riêng chị về cho chị ăn nha. Khi nào chị về ở Hải Phòng chị Kim Nhung có đi xem không?
dưới kia kìa. Ngày mạng thứ mấy chắc không? Vui quá. Cảm ơn chị Tô Ánh Nguyệt nha. Chánh ai vô tình bao ngày chạy theo duyên mới lớn đau làm khổ nhau. Thứ mấy gì chắc đâu sao hết phòng chắc đâu thứ ba. Trời ơi, thứ ba chắc là muốn đi chưa đi hết phòng bao giờ luôn. Cái mình trái nữa nha. Hello Tú Trần nha. Trái đây đó. Trái đó, trái đó kìa. Thử lên, thử lên thơm chưa. Chị Kim Nhung đâu rồi? Nếu mà đi thì chị có đi không? Chị Kim Nhung trốn đâu rồi? Kim Nhung ơi. Mình vừa vào không biết có tin vui gì. Trời ơi, anh bảo chưa ngủ hả? Còn quá trời việc sao mà ngủ đây. Sau show này thì có một cái show tiếp theo nha. Ở Hải Phòng. Vào cái này chưa chỉnh nào. Chưa chỉnh nào. Ship về Bình Thuận một hộp hả? Sao ship được đây trời ơi. Ship về Bình Thuận một hộp luôn em ơi. Hôm nay thì hồi nãy bảo sao cô ở Hưng Yên, hai bé hát ở Hồng, cô cũng ra với hai bé. Rồi ok, cảm ơn cô Hồng Lu nha. Ai mua vé show thì liên hệ với Bảo đi. Thì liên hệ với Bảo mà bảo biết được bao nhiêu người mua, hiểu không? Sao là bao nhiêu? Để mình quy tụ đây mình biết ra bao nhiêu người đi. Rồi, cái khó khăn ghê á. Chưa già mà nó khó rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị Hồng Lu nha. Chị Hồng Lu nhớ giữ lời nha. Nhớ chị Hồng Lu nhớ giữ lời nha. Tối mà cũng bán sầu riêng à Bảo. Mọi lúc mọi nơi cho chị ơi. Mọi lúc mọi nơi, khi lúc nào công việc cá đóng.
vé thì Phúc cho vé cho em luôn. Đi hỏi hợp mình thấy coi coi vé nào rẻ. Thì đó, nãy Dũng nó báo cho em rồi. Thì đi coi đi, kênh nó có kêu mình không? Đi mình coi là sao? Đi chung hay đi riêng? Chắc rồi. Dạ, em cảm ơn chị Daddy ạ. Ôi chị ơi, chị kêu đi nha. Chị kêu đi nha, không biết về kịp hay không nhưng mình đăng ký một vé. Rồi ai đi thì đăng ký cho Bảo nha. Rồi và Bảo dẫn đoàn đi. Nhưng mà Bảo không biết Bảo được đi không nữa. Vì sao? Tại vì thay vì một người đi thôi á thì nó có cái nhiêu chi phí thôi, nhưng mà mình đi nhiều người quá thì nó nói chung đi hết vậy không còn nhiều hết. Hay là mình sẽ đi xe đò trước 3 ngày. Đi xe đò lên đó trước 3 ngày là lên là chỉ là thở, lên sân khấu là sao? Là thở thôi đó. Là sao vậy? Chứ không có còn hát nổi á. Say xe á. Ồ, bảo có hát đâu. Hát đâu. Chắc Lâm chắc đi tủ lạnh bớt đi. Cái sầu riêng là xếp đi tỉnh đó nha. Mình phải bỏ vô tủ lạnh nó mới ngon. Nó mới cứng cái mình lại. Thì nó mới ngon nha. Chứ mấy là mình khu ra vậy mà mình gửi đi là nó sẽ bị nóng. Nói với người ta chứ Long, Long nhắc cho bên nhà cho Long nói là chốt chắc chắn chưa để em bút vé. Cái này để em báo và tiếp tục bút vé luôn. Nói người ta chưa, người ta cho chắc chắn. Vậy lấy cô một chiếc cơm ướt được không con? À, cơm nhão rồi, cô lấy cơm nhão. Tảo đi cho hãy rồi. Vậy chị Hồng là gắm luôn mua vé. Hồng là chị mua vé cho em đi nha. Đi. Đi sao không? Tại vì một là Bảo tiết kiệm, hai là Bảo ở nhà coi thằng nhóc có đi học rồi. Bây giờ ai đón nó nè. Tuần sau nó thi. Tuần sau nó thi hả? Thì chắc cho nó rớt quá, cho nó ở lại lớp 1 nữa đi. Thì chắc vậy rồi. Hả? Cho nó ở lại lớp 1 đi. Có ship được không Bảo? Dạ không nha, không nha Linh Thu ơi, không ship được đâu. Bà Bảo diễn ở chỗ nào của Hải Phòng? À, mình diễn ở đâu ta? Ở phòng trà OLED nha. Cái gì quên rồi, địa chỉ nhiêu quên rồi. Bà Bảo ý chỗ nào ở Hải Phòng cho Long nhớ không? Chỗ nào? Hả? Để xem. Thôi chắc Long lên đi tắm rửa ngủ đi, mai cái Long còn phải đưa một tí đi học nữa. Thôi bỏ ngủ bỏ làm mình xong rồi nó đi ngủ sao.
Lô 20A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng. À, ở Lê Hồng Phong nha, thành phố Ngô Quyền nha. Mình mới xong công chuyện của bà xem, để lâu bà Nhung đi thôi, bà ở nhà. Ok, ok. Làm như hả thèm đi đó gì vậy? Cho bà ở nhà. Ờ, không có bảo đi là hỏi ai livestream cho coi luôn ha. Những người ở xa khỏi coi livestream đi ha. Thêm người tốn tiền lắm, bắt đầu thấy anh hài hài rồi. Ủa là sao vậy? Thì bây giờ là em chờ vậy hay là em mua vé cho anh đi Thanh Thúy? Đó, vậy là đủ hài chưa nè. Đó, sao rồi giờ ai muốn con đây gym thì đóng tiền vô mua vé cho bà Thảo. Thôi vậy đủ hài chưa? Ủa cái nhà ở phòng trà quỳ đó giá vé rẻ lắm nha. Giá vé rất rẻ luôn. Cái này nó bị gặp rồi. Cái phòng chào rồi đó, chứ không cho nó biết giá vé nhiêu không? Biết nhiều. 5 đến 700. Giá vé từ 5 đến 700 nha. Show gì ở Hải Phòng vậy? Nhưng mà sẽ tùy show nữa, không biết cái này mình đâu không biết. Tùy show hả? Hôm bữa em mới chỉ ý là 5 đến 700 đó. Dạ ok, xe anh tí chờ hai anh em đi Hà Nội luôn. Trời ơi, đi ra tới Hà Nội là khỏi hát luôn nha Ngọc Anh. Ở gì Thanh Thúy, Thanh Thúy kia là chở cho Long với bà Bảo đi ra Hà Nội hát luôn. Trời ơi, ra tới nơi là chắc là khỏi hát luôn Thanh Thúy. Cái sao say xe. Thật sự đi xe mà đi lâu quá là cũng bị mệt nha cả nhà. Giống như là tại vì bị bảo già rồi, đau lưng rồi bị thoát vị á. Tháng mấy là sói sầu riêng của bà Bảo hả? Từ đầu tháng 4 nha, tháng 4 âm lịch đó nha cả nhà. Show Hải Phòng vậy, bảo mới xong công chuyện vào coi nên không rõ. À, cái này là cái một đêm nhạc của Long và Nhung nha cả nhà. Hello Nguyên Hà nha. Rồi Lê Nguyên Hà đi từ Bình Định ra Hải Phòng không? Thôi, bye bye cả nhà nha. Bây giờ Long phải đi tắm nên Long hết pin rồi.